Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Ban biên tập chương trình xin được gửi tới quý vị những nội dung chính sau đây. Hãng thông tấn AFP đưa tin, cơ quan vũ trụ Roscosmos Nga mới đây thông báo hai phi hành gia người Nga và một phi hành gia người Mỹ đã trở lại trái đất hôm 27 tháng 9 sau một năm nghiên cứu trên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Roscosmos cho biết các phi hành gia Roscosmos Sergei Prokopiev và Dmitry Petilin cùng phi hành gia NASA Francisco Rubio sau một năm trên ISS đã hạ cánh gần thành phố Jekagan ở Kazakhstan. Rotkotmos cho biết hai phi hành gia Prokopiev và Petelin đã trải qua 370 ngày, 21 giờ và 22 phút trong không gian, hành trình dài nhất trên dự án ISS. Ba phi hành gia đã bay lên trạm ISS bằng tàu vũ trụ Soyuz của Nga vào năm ngoái, trong một sứ mệnh chỉ kéo dài 6 tháng. Nhưng một sự cố đã khiến chuyến hành trình kéo dài hơn dự kiến các phi hành gia đã phát hiện thấy lớp vỏ bên ngoài của khoang lắp ráp thiết bị của Soyuz MS22 bị hư hại, gây ra hiện tượng giảm áp suất trong hệ thống làm mát. Các hệ thống của ISS và Soyuz MS22 đang hoạt động bình thường, nhưng Roscosmos và các cơ quan vũ trụ đối tác đã thực hiện các biện pháp để đảm bảo phi hành đoàn trở về trái đất an toàn trong trường hợp xảy ra sự cố trước khi tàu Soyuz MS23 cập bến. Trước đó, hồi cuối năm 2022, người đứng đầu cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos Yuri Borisov đã ca ngợi sự hợp tác Nga-Mỹ trên ISS sau vụ dò dỉ chất làm mắt lớn từ khoang phi hành đoàn tàu vũ trụ Soyuz. Ông Borisov phát biểu trong cuộc nói chuyện với phi hành đoàn Nga trên ISS. Hãy gửi lời chào tới toàn bộ đội Mỹ. Họ đã chứng tỏ mình rất đáng trân trọng trong tình huống này và đã giúp đỡ chúng tôi. Nhưng tôi hy vọng chúng tôi sẽ tự xoay sở được trong tương lai. Roscosmos và NASA cho biết vụ dò dỉ từ tàu vũ trụ Soyuz không gây nguy hiểm gì cho những người trên ISS. Theo AFP, không gian vẫn là lĩnh vực hợp tác hiếm hoi giữa Moscow và Washington kể từ khi xung đột Ukraine bùng nổ và sau đó là các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga. NASA cho biết mối quan hệ hợp tác với Roscosmos Nga là rất quan trọng để tiếp tục vận hành trạm ISS và thực hiện các nghiên cứu khoa học có giá trị tại đây. Mới đây, hai nước đã hợp tác trong sự kiện tàu vũ trụ Soyuz MS 24 được phóng thành công từ sân bay vũ trụ Baikonur, Kazakhstan đánh dấu lần đầu tiên Nga đưa phi hành gia lên trạm vũ trụ quốc tế ISS sau gần một năm. Đây cũng là sự kiện đánh dấu hợp tác song phương giữa NASA, Mỹ và Roscosmos Nga trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị diễn ra tại Ukraine. Nguy cơ gia tăng căng thẳng giữa Liên minh châu Âu, NATO và Slovakia sau cuộc bầu cử quốc hội diễn ra sắp tới đang hiện hữu bởi các cuộc thăm dò gần đây nhất đều nghiêng về đảng đối lập Slovakia. Chiến thắng của đảng đối lập Slovakia có thể làm tăng nguy cơ nước này từ bỏ sự ủng hộ mạnh mẽ hiện nay đối với Ukraine và đối lập về các biện pháp hiện nay của EU với cuộc xung đột ở Ukraine. Ông Robert Fico, người từng giữ vị trí thủ tướng trong 3 nhiệm kỳ của Slovakia, có cơ hội trở lại nắm quyền trong cuộc bầu cử sớm đầy căng thẳng vào thời gian sắp tới, làm tăng nguy cơ quốc gia Trung Âu này sẽ từ bỏ sự ủng hộ quyết liệt của mình đối với nước láng giềng Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra. Trước đó, Slovakia, đã trở thành một trong những đồng minh ủng hộ Kiev mạnh mẽ nhất. Hai nước có chung đường biên giới. Slovakia là nước đầu tiên gửi lực lượng phòng không tới Ukraine và nước này đã chào đón hàng chục nghìn người tị nạn đến từ nước láng giềng đang bị chiến tranh tàn phá. Nhưng tất cả có thể thay đổi nếu ông Fico lên nắm quyền. Ông Fico, cựu thủ tướng Slovakia, vốn không giấu giếm thiện cảm của mình đối với Điện Kremlin và từng đổ lỗi cho Ukraine đã kích động Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động kế hoạch quân sự. Đảng SMRSSD của ông Fico đang dẫn trước xích si sao so với đảng cấp tiến Slovakia PS theo chủ nghĩa tự do, vốn đã cam kết duy trì chính sách đối ngoại hiện nay và ủng hộ Ukraine. Một chính phủ mới do đảng của Fico lãnh đạo nếu xảy ra có thể tạo dựng liên minh với nhà lãnh đạo Hungary Viktor Orbán, người có quan điểm về Ukraine và xung đột với các biện pháp hiện nay với Liên minh châu Âu về vấn đề pháp quyền. Ông Fico, 59 tuổi, đã từ chức vào năm 2018 sau các cuộc biểu tình chống tham nhũng bởi vụ sát hại một nhà báo điều tra. Ông này có quan điểm thân Nga hơn và phản đối liên minh trung hữu từ năm 2020. Liên minh này sau đó đã tan rã vào năm 2022 và được thay thế bởi một chính phủ tạm thời. Ông Fico đã cam kết chấm dứt viện trợ quân sự cho Ukraine. Đây là một sự thay đổi hoàn toàn so với chính sách hiện tại của Slovakia với tư cách là nhà cung cấp thiết bị quân sự và hỗ trợ tài chính cho nước láng giềng phía đông. Giới phân tích cho biết Mặc dù có động thái cứng rắn, nhưng ông Fico sẽ tránh cuộc đụng độ không cần thiết với Bruxelles hoặc các đồng minh NATO, khác với cách thức hiện nay của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán. Người đứng đầu đảng SMRSSD, ông Fico, đã chỉ trích các chính sách di cư hiện nay và phản đối về người di cư được phép đi qua Slovakia. Ông nhấn mạnh cần ngay lập tức áp đặt các biện pháp kiểm soát ở biên giới với Hungary tuy nhiên các chính sách của ông fico sẽ phụ thuộc vào việc đảng dân chủ xã hội có thể hình thành liên minh như thế nào bởi các đối tác tiềm năng sẽ có những yêu cầu khác nhau với chính sách ngoại giao hiện nay một số nhà lãnh đạo eu cho biết đang theo dõi các diễn biến chính trường ở slovakia và bất kỳ bước đi nào ảnh hưởng tới chính sách của eu sẽ được áp đặt các biện pháp phù hợp bao gồm cả việc dừng các khoản trợ cấp từ eu đồng thời ông fico cũng phản đối việc ukraine gia nhập nato theo đài CNBC ngày 26 tháng 9, Ukraine đang cố gắng giữ đồng minh khi những tác động lan rộng của cuộc xung đột chống lại Nga, cũng như các vấn đề liên quan như tranh cãi ngoại giao, mệt mỏi vì cuộc xung đột và bầu cử, có nguy cơ làm suy yếu các liên minh và gây tổn hại đối với sự ủng hộ dành cho Ukraine. Hiện có những lo ngại rằng Nga đang nhận ra có cơ hội để đạt lợi thế và có thể tìm cách khai thác những điểm yếu cũng như dạn nứt trong các quan hệ đối tác của Ukraine chứng kiến thái độ của công chúng đối với cuộc xung đột đang thay đổi, theo CNBC. Theo CNBC, các nhà phân tích về Nga tin rằng Tổng thống Vladimir Putin đang mong sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukraine sẽ suy yếu cả về chính trị lẫn quân sự. Ông Sergei Medvedev, nhà sử học người Nga nổi tiếng cho rằng phương Tây đang mệt mỏi. Ông Medvedev nói với CNBC, mọi người đều lo lắng về cuộc bầu cử Mỹ vào năm 2024 và tâm trạng của công chúng Mỹ đặc biệt là nếu ông Donald Trump hoặc Đảng Cộng Hòa nói chung trở lại nắm quyền. Vì vậy, có rất nhiều biến số và có rất nhiều điều đáng suy ngẫm ở đây. Ông Mark Hess, thành viên tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại Mỹ cho rằng ông Putin chắc chắn đang chơi chạy đường dài và tin rằng thời gian sẽ đứng về phía mình. Có mọi lý do để nghĩ rằng sự dạn nứt tiềm tàng của phương Tây là điều mà Nga muốn khai thác. Ông Hess bình luận còn cho rằng Tổng thống Putin cần một vết nứt ở một quốc gia lớn, chẳng hạn như Đức, Pháp, anh, Mỹ. Phương Tây từ lâu đã cam kết sẽ kề vai sát cánh với Ukraine trong cuộc xung đột chống lại Nga. Nhưng trước lời kêu gọi cung cấp vũ khí không ngừng nghỉ của Tổng thống Zelensky và những bước tiến chậm chạp của Ukraine trên chiến trường, cùng sự cạn kiệt về ngân khố sau các khoản viện trợ khổng lồ trước đó, dấu hiệu bất hòa đã xuất hiện. Hồi tháng 7 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Anh cho rằng Ukraine nên thể hiện sự biết ơn đối với phương Tây, đối với các lô vũ khí họ được viện trợ sau khi ông Zelensky kêu gọi NATO nên làm nhiều hơn hứa và vạch ra lộ trình cụ thể để Ukraine có thể gia nhập khối. Tuần này, căng thẳng mới đã nổi lên khi Ukraine đệ trình đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới phản đối ba nước thành viên của Liên minh châu Âu là Ba Lan, Slovakia và Hungary ra lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine. Ngũ cốc vốn là mặt hàng xuất khẩu chủ chốt nhằm vực dậy nền kinh tế đang bị tàn phá nghiêm trọng của Ukraine. Tuy vậy, việc mặt hàng này tràn ngập vào các nước láng giềng đã làm ảnh hưởng đến thu nhập của người nông dân ở các nước sở tại, buộc chính phủ Ba Lan, Slovakia và Hungary phải cấm nhập khẩu nông sản từ Ukraine. Sau khi Ukraine nộp đơn kiện lên WTO, cả ba quốc gia trên đều tỏ ra tức giận. Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki tuyên bố ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine để tập trung cho phòng thủ quốc gia. Chúng tôi không còn chuyển bất cứ loại vũ khí nào cho Ukraine nữa vì chúng tôi hiện đang cần trang bị cho Ba Lan những loại vũ khí hiện đại hơn. Ông Morawiecki khi nói, hầu hết các trang bị quân sự của phương Tây và các nguồn cung cấp khác đến Ukraine thông qua Ba Lan. Ba Lan là một trong số các nước thành viên NATO ủng hộ Ukraine nhiều nhất sau khi xung đột nổ ra vào tháng 2 năm 2022 và cũng là một trong những nhà cung cấp vũ khí chính cho Kiev. Một số quan chức EU cảnh báo rằng sự dạn nứt trong quan hệ giữa Ukraine và các nước châu Âu có thể mang lại lợi thế cho Nga vào thời điểm quân đội Ukraine chỉ đạt được những bước tiến chậm chạp, trong khi Moscow vẫn kiểm soát một vùng rộng lớn ở miền Đông và miền Nam. Từ Washington đến Warsaw, những nơi đang phải đối mặt với nhiều vấn đề về chi phí quân sự và hạn chế trong khả năng hỗ trợ Ukraine, các quan chức phương Tây dường như bác bỏ bất cứ cuộc thảo luận nào về sự dạn nứt. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 25 tháng 9 cho biết xe tăng Abram do Mỹ sản xuất đã được bàn giao cho Kiev và số còn lại dự kiến được giao vào cuối mùa thu năm nay. Lầu Năm Góc cho rằng xe tăng Abram có khả năng thay đổi cục diện ở mặt trận, đóng vai trò như một động lực gian đe mạnh. Sở hữu những chiếc xe tăng này trong kho vũ khí của mình, quân đội Ukraine có thể đạt hiệu quả nhiều hơn khi chống lại Nga. Military Watch Magazine nhận xét, việc chuyển giao xe tăng Abram diễn ra sau tổn thất đáng kể của các xe tăng Leopard phiên bản 1 và 2 từ Đức cũng như Challenger 2 của Anh. Đang chờ đợi là nếu thiếu lớp giáp với uranium nghèo, những cỗ chiến xa Mỹ khó có khả năng sống sót cao. Hơn nữa, lớp giáp bảo vệ của xe tăng này rõ ràng nhẹ hơn của Challenger hầm hố mà những chiếc đầu tiên đã bị quân đội Nga tiêu diệt ngay hồi đầu tháng 9. Bài báo lưu ý đến một điểm không chắc chắn khác nữa liên quan đến chiến dịch với phần tham gia của Abram ở Ukraine là tổ lái nào sẽ vận hành những cỗ chiến xa này. Hồi đầu tháng 9, Lầu Năm Góc cũng công bố cung cấp đạn uranium nghèo cho Ukraine. Số đạn này sẽ được đưa tới trùng vào thời điểm chuyển giao xe tăng Abram. Bộ Quốc phòng Mỹ công bố gói viện trợ an ninh mới có tổng trị giá 175 triệu đô la Mỹ cho Ukraine, trong đó có loạt đạn uranium nghèo DU cho pháo 120mm trên xe tăng M1 Abram, cùng các loại đạn cho pháo phản lực HIMARS và pháo 155mm, thiết bị hỗ trợ hệ thống phòng không Ukraine cùng nhiều loại khí tài khác. Đây là một phần trong gói viện trợ hơn 1 tỷ đô la Mỹ được Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken công bố trong chuyến thăm thủ đô Kiev. Tuy nhiên, kể từ khi Ukraine bắt đầu phản công vào đầu tháng 6, quân đội Nga đã nhiều lần công bố các bức ảnh và video cho thấy xe tăng phương Tây bị phá hủy. Abram cũng sẽ không ngoại lệ nếu chúng nằm trong tầm bắn. Sergei Suvorov, một đại tá quân đội Nga đã nghỉ hưu đánh giá, giáp trước của Abram giúp bảo vệ xe tăng khá tốt, nhưng do góc nghiêng lớn của khung thân nếu một viên đạn bật ra và rơi vào khoảng trống giữa tháp pháo và thân xe, tháp pháo có thể bị xuyên thủng. Điều tương tự cũng xảy ra với phần trên của tháp pháo, động cơ và các khoang chuyển động do lớp giáp của chúng có xu hướng yếu hơn so với các xe tăng tương đương của Nga. Chuyên gia Nga tin rằng mọi vũ khí chống tăng hiện đại nào của Moscow từ súng phóng liệu chống tăng RPG-7 cũng có thể gây ra mối đe dọa cho xe tăng Abram ở Ukraine. Bất kỳ loại pháo xe tăng nào của Nga được trang bị đạn xuyên giáp và cũng có thể phá hủy Abram. Đã có trường hợp được ghi nhận ở Iraq về khẩu pháo 100mm của xe tăng T-55 đánh bại một chiếc Abram. Cuối cùng, cũng cần phải xem những chiếc tăng Abram ở Ukraine sẽ hoạt động trong điều kiện như thế nào. Những nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!